thèm đồ chua mà hết cái gỗ ổi này không biết đó có đủ đô không. Chị nhỏ cô ba đi theo con. Ủa mẹ với anh Thịnh đi đâu vậy? Đi hái cà na nè. Tháng đi không? Mẹ cho con đi với nghe mẹ. Đi rồi đi. Rồi con về bển rủ mẹ con luôn đi Thịnh. Rồi dạ. Kêu mẹ con dẫn cô ba đi để cho nó chắc ăn. Để mẹ dẫn lỡ đi qua rủ người ta, người ta quýnh chết luôn á. Con đi. Mình đi ra ngoài vườn á là mình phải mặc áo khoác vô vậy nè để không thôi là nắng đen hết trơn. Áo ta dài. Quần đuôi. Đây cô ba cho nó đủ bộ cô ba. Thấy che cái tay khỏi che cái giò cũng được mà, có gì đâu mà cũng sân si tôi nữa. Đó, vậy là mát khúc trên là không có bị đen cái mặt rồi đó, cái giò thì không có sao. Rồi chém ngớt nữa. Đi thôi. YouTube của Nhanh TV nha. Hello các bạn nha. Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời luôn các bạn ơi. Thì mình ở nhà bỗng dưng mình thèm đồ chua. Thằng nhóc Thịnh thằng nhóc Thịnh nó rủ mình đi ra ngoài vườn của nó hái cà na. Bây giờ thì mình với nhóc Thịnh nè, với nhóc Kháng. Nhóc Kháng thì đang quay phim rồi. Với mẹ con nhóc Thịnh nữa đi ra ngoài ăn sập vườn cà na của bả luôn nha các bạn. Mình cầm chén ớt đây. Các bạn thấy chém ớt siêu cay này không? Chém ớt này sẽ làm nên sự nghiệp mình sẽ ăn hết trơn cái vườn cà na của bả luôn. Bây giờ mình đang đi trên cái đường đi ra ngoài cái vườn của thằng nhóc Thịnh nha các bạn. Quẹo đây hả? Mình không có biết đường đi, hai nhóc nó phải dẫn mình đi nha các bạn ơi. Đây là mẹ của thằng nhóc Thịnh, nguyên một cái team của mình nha các bạn. Ô áo tím mộng mơ kìa khác. Cái lối ra vườn chắc cỡ là 80 cây số gì đó. Nãy giờ đi biết bao lâu mà chưa tới nữa. Ủa rồi, ủa Thịnh đâu? Thịnh ơi. Trời ơi. Cái gì giống lắm. Đợi với sao mọi người bỏ tôi hết rồi. Vượt 80 cây số mình đã tới cái vườn cà na của bà ba của mình nha các bạn. Chị ba. Ê cái trái cà na nè các bạn ơi. Đây là trái cà na nè, nếu như các bạn nào ở miền Tây là chắc chắn sẽ biết cái trái cà na nha. Cà na thốt nốt 9192. Có cả cốc luôn kìa các bạn, sướng sướng. Wow. Lâu lắm rồi mình không có đi ra vườn các bạn ơi, hôm nay đi ra vườn. Ây da, đi bỏ hết trơn rồi, bây giờ tự tôi đi. Lại ăn cây này này cô ba. Ăn cây nào đâu? Rồi xỉu luôn. Kìa cô ba, cây này mới đỉnh nè. Đâu? Hả? Wow. Wow. Rồi, trái nhóc hết trơn nè. Trái cà na quá trời luôn rồi các bạn ơi. Đủ khẩu thèm của cô ba chưa? Ủa hai đứa đang làm gì trong đây vậy? Khẩu trang bây giờ 150.000 một hộp đó mẹ. Đây. Đây có cây cốc luôn nè các bạn ơi. Wow. Đây là cây nhà lá vườn nha. Đó bây giờ mình muốn ăn cái gì thì mình hái ăn. Mình ăn cái này là phi luôn, không có tốn tiền luôn á các bạn ơi. Bả bao cái bụng của mình luôn bả. Mình đem cái chén muối theo ra đây là mình hái mình ăn. Bây giờ mình đi kiếm bả thôi, bả đang đi hái cà na ở đẳng kẹo bả bán cho người ta. Đây, mình phải lội băng qua cái mương này nè. Đây. Một hộp bác sĩ cho mày thấy cây cầu xưa đẳng cấp. Lâu mãi quay phim, không sao. Mình đã tới rồi các bạn ơi, tới đích rồi đó. Ui cái vợt nè. Ở cái vợt cũng giống trái cà na á. Đây các bạn, cái vợt là mai cũng cái phong cách cái kiểu nó cũng giống hệt cái trái cà na luôn nha. Đây cho các bạn xem trái cà na nè. Đấy, cái trái cà na nó ốm dài dài, cái vợt cái vợt cũng ốm dài dài. Nè nó có hai cái ngoe nè các bạn thấy không? Cái vợt thì giống cà na, còn cái mặt mình thì giống trái cam nha các bạn. Tưởng được anh nói cái mặt anh giống trái cà na nữa chắc bỏ luôn á. Mày nói tao tụt cảm xúc luôn á Kháng. Thằng Thúc Kháng đang hái cà na. Còn mình là Thịnh đang giật cà na. Hái cà na phải cầm cái giọt.
rồi mình thọt vô trái cà na, rồi mình giật. Lửa có té thì mình ngồi dậy. Anh làm thấy chán quá à, trái cà na sát bên cũng thọt rồi giật. Anh nhìn cái giật của em nè. Wow. Thánh thần ơi bà nội. Trời trời. Các bạn có thấy đỉnh chưa bà không? Mình kêu bà là lấy cái giật đổ vô trong cái thao cho mình coi phim chó đẹp. Bà đổ nhìn nè. Trời trời. Bà bưng cái thao ra làm gì vậy? Hại bà đi. Trời trời. Mới lần đầu lên phim các bạn ơi mà bà diễn như là đúng gầu vậy đó. Mẹ nhìn như vậy mới theo được cô ba nè. Nãy giờ thì mình đi ra đây á các bạn ơi, mình nãy giờ mình quay mấy trái cà na với quen nhóc với quế bà ba, cái bà diễn viên mà diễn viên chính trong phim cà na phúc nốt hôm nay á, bà diễn xuất sắc luôn, bà diễn một cú một thôi là lấy bao nhiêu nước mắt của khán giả luôn á các bạn. Đó, bà diễn xong rồi bà lại đang nặng bà ngồi luôn rồi đó. Nãy giờ mình nói đi ra đây mình ăn sập vườn cà na của bà, nhưng mà mình chưa có ăn được cái nào hết trơn, bây giờ thì mình phải chỗ tay ăn cà na của bà thôi. Đây là cái thao cà na của bà này, bà hái bà đem bà bán cho ai đây nè. Đó, còn cái đây là cái chén muối hồi nãy mình ngâm đó các bạn, mình để trong đây đi. Còn cái này là cái chai nước nho, nước gì của bạn Kháng đem theo nè. Còn cái này là cái chén muối muối tôm, bạn Kháng thích ăn muối tôm. Cà na hái sẵn trong thao rồi, mình có thể lấy mình chùi chùi mình ăn cũng được, nhưng mà mình không có ăn cái cà na trong đây. Mình hái cái trái cà na trên đây nè các bạn, mình ăn thì nó mới ngon. Hái từ trên cây xuống thì ăn nó mới hấp dẫn nha. Đây cà na nó sát bên tầm tay luôn nè, nó sát bên luôn nè. Mình có đây, mình hái, mình lựa trái nào cho nó bự, thật là bự thì nó mới già, còn nhỏ thì nó rồi. Cái cây này nãy giờ mình lo quay nó hết trơn, mẹ còn gì nữa đâu mà. Mình lựa lại cây đằng này đi các bạn, cây đằng này nãy giờ nó chưa hái nè, mình kiếm cái trái nào cho nó bự bự nha. Đó, bà bưng cái sau kìa các bạn. Đó, bưng theo nguyên cái thao cà na đó. Đây nè, cái này nè các bạn ơi, đó, cái cây này trong cái đường đi ra này trái nhóc hết trơn nè, quằn quại sai trái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dừng lại cái cây cà na này. Nè, cái trái này nó bự rồi nè, mình hái trái này nè. Đó. Đó, cái trái cà na mình hái trái cà na to vậy các bạn. Cái này là cà na Thái. Cái này là cà na Thái nha. Đó, cái trái cà na các bạn thấy nó bự không? Mình đem vô mình làm, mình ngâm đường hay mình ngào đường hay mình đập dập gì cũng ngon hết trơn. Đây các bạn ơi, cái trái cà na nãy là mình hái, cái trái này của mình hái nè. Còn cái thao này là của chị ba mình, bà hái rồi mới bán nè. Nó mình để cho các bạn xem nè, nó đẹp không? Nó đi ra ngoài vườn á là mình hái cái trái gì chứ. Mà các bạn cà na nha. Mình hái cái trái vừa mình ăn liền, mình chỉ có chùi chùi vậy thôi các bạn ơi. Trái đen nó không có nước, không có đem nước theo. Ở trên đây còn có cây cốc nữa. Đây bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn cà na chấm muối với mình nha. Nè Kháng ăn muối tôm nè. Đây, chén muối siêu cay nè các bạn. Đó. Mình chấm nha các bạn. Rất là ngon. Ngồi xích ra cho các bạn thấy cho rõ. Kháng chạy đâu rồi Kháng? Ngồi xuống đây nha con ngồi nè. Đây. Ngon hả? Đây các bạn ơi, cà na Thái á, nó không có chua hung như là cà na vườn. Nó chua chua chát chát ha, tại mình thèm đồ chua nên mình ăn nó không có chua mấy nữa các bạn, nên mình chấm. Đây các bạn. Mời các bạn ăn cà na với mình nha. Cà na chấm muối siêu cay. Đây. Thịnh có mời bạn chưa? Rồi. Mời các bạn nha. Ăn cái này mới đã nè. Ngon. Cái này mới đã nè mẹ. Ngon thiệt cô ba ơi. Ngon. Cái cốc này mình mới hái nè các bạn. Mình hái ngoài vườn mình chùi chùi mình ăn là ngon rồi. Mình cắn. Hương chả kìa nó ngon. Mời các bạn nha. Tới thời buổi này mày còn cắn nữa hả Kháng? Con nè. Ngon. Thịnh ăn cốc. Cốc á thì mình đi ra ngoài vườn á, mình chỉ có không có, nếu mà mình lỡ mà không có đem dao á thì mình đập hoặc là mình cạp ăn á thì nó sẽ rất ngon. Mình nghĩ á, thì đi ra vườn á thì mình ăn đập với lại cạp như vậy thì nó ngon hơn là mình đem dao với nước theo mình cắt mình gọt mình rửa nó thì nó đâu còn hấp dẫn đúng không các bạn. Đó mình hái vô trong nhà mình ăn rồi, còn ra ngoài vườn á thì mình ăn như vậy đó nó mới chân chất đó. Ra đây ăn cana mà mình thấy ăn cốc ngon hơn các bạn ơi. Có dừa kìa Kháng, uống không? Hồi tao bẻ cho. Ăn đồ chua mà uống nước dừa anh khí hả?
nè. Đó. Mà hôm nay mình hứa là phải ăn sập cái vườn cà na của bà các bạn ơi. Nhưng mà chắc là mình sập trước nó luôn rồi. Đó. Cái gì trời. Ừ, cái cuốn chớp hết hồn tưởng sâu không cha ơi. Dục mẹ chắc cà na rồi. Nó ăn trái khác. Đây mời các bạn. Mời bạn ăn cốc à. Nếu như các bạn nào mà ở miền Tây thì chắc chắn là sẽ biết cái trái cà na này. Đó. Nó tại vườn là như vậy đó. Ngon quá. Ngon thật. Ngon. Nên theo nó ăn cốc. Ở vườn của chị ba mình có cốc. Có cà na. Có mít. Có dừa. Đây. Có chanh nữa kìa. Có hạnh nữa. Mời các bạn cà na nha. Chắc cà na này mình mập bát nữa. Nó mập ú luôn. Nó mập giống giống Thịnh. Ngồi chỗ này nó nắng không vô cũng mát rồi đó. Nè. Mời các bạn. Đó chấm ớt nhiều nhiều gì ăn nó mới sướng. Đó. Rồi ăn. Ngon quá. Ngon. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình ăn đâu 4 5 trái vậy đó. Tính đâu đi bữa nay đi ăn sập cái vườn cà đa của bả mà ăn 4 5 trái rồi. Tự nhiên giờ nó khát nước rồi. Đó. Rồi chị hái đủ chưa? Hái đủ bán cho khách của chị chưa? Đủ rồi. Đủ rồi phải không? Rồi, Thịnh xong chưa? Đúng rồi. Trời ơi trời, cái bà này bữa nay bà lên bà quay phim bị khớp cái gì á các bạn ơi. Đó. Đây là gương mặt của diễn viên xuất sắc trong bộ phim hôm nay. Wow. Rồi kháng xong chưa? Rồi xong đi vô. Rồi mình vô nghe các bạn ơi. Bây giờ thì mình đã đi ra cái vườn của chị ba của mình ăn hồi nãy giờ đúng được 4 5 trái vậy đó. Đó. Nhưng mà mình đi vô trong nhà mình sẽ ăn thêm nha. Tại vì bà bưng cái đó vô hồi mình đi gần gần ở sau lưng á, mình ăn cắp mình ăn. Đấy. À, có cả cái dừa để chờ đánh nữa nè. Thôi đi. Trời ơi. Nó vụ tôi ăn cà na rồi giờ nó vụ tới ăn hạnh nữa. Thì các bạn ơi. Nè. Đó, cà na nó lụng lụng không mà. Vừa tới tay mà. Thấy. Đã nó nè. Đó, còn ăn. Ngon. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Các bạn ơi, bây giờ thì mình đã đi dự định ăn sập vườn cà na của bả nhưng mà không có thành công rồi. Bây giờ thì thằng nhóc Thịnh nó bẻ được 4 trái dừa, mình cầm trái. Đó, mỗi người cầm trái, 4 người 4 trái các bạn. Đó. Nguyên cái đồ quân Việt Nam đi phía sau. Đó, bây giờ thì mình đang trên lối đi vô rồi nghe các bạn ơi. Thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua cũng như là theo dõi mình nãy giờ. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để mình có thêm động lực làm nhiều video nữa nha. Bye bye.